Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn code checking cho cấp độ tài khoản. Thì cái bài hướng dẫn này sẽ gắn code checking cho cấp độ tài khoản sẽ áp dụng cho những seller bán affiliate trên Marketplace để giúp đo lường lượng truy cập hay đo lường lượng chuyển đổi một cách chính xác nhất. Thì để hướng dẫn cái cách add checking code này thì mình sẽ đi vào ví dụ chi tiết một cách add checking code cho Google Analytics. Như các bạn cũng biết thì ví dụ như các bạn chạy affiliate thì các bạn sẽ có một cái ID affiliate để các bạn gắn vào sau đường dẫn. Thì khi mà khách hàng truy cập vào mà có ID affiliate của các bạn thì khách hàng sẽ được lưu cookie tối đa là 7 ngày. Và ở đây khi mà mình kiểm tra code Analytics thì nó hiện tại đang không gắn code Analytics nào. Đó, vậy bây giờ mình muốn gắn checking code để khi mà khách hàng vào bằng ID của các bạn vào Marketplace mà có ID của các bạn thì sẽ hiện, thì hệ thống sẽ tự động hiển thị những cái checking code của các bạn lên để đo lường cho các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ vào phần setting, vào general setting, sau đó các bạn sẽ vào checking code. Và ở đây ví dụ như mình sẽ gắn checking code của Google Analytics. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái code checking Analytics, mình gắn vào, mình ấn save. Rồi, sau đó mình sẽ vào Marketplace bằng đường dẫn có gắn ID của mình. Đó, rồi, mình F5 lại này. Mình có thể ấn Ctrl F5 để cho nó clear cách đi. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn Ctrl U để kiểm tra xem Google Analytics của mình đã được gắn vào chưa. Thì đến Google Analytics thì ở đây nó đã gắn, hệ thống đã gắn, khi mà hệ thống sẽ nhận diện khi mà có ID của các bạn thì sẽ hiển thị cái Google Analytics của các bạn lên. Đó, như ở đây là mấy cái khác mình đang để TK này. Đấy, thì các cái khác các bạn gắn tương tự thôi. Và bây giờ thì mình sẽ quay ra Google Analytics xem nó có hoạt động không. Thì ở đây mình đang truy cập, mình đang ở đây là một tờ truy cập của mình rồi. Mình sẽ kiểm tra tài khoản Google Analytics của mình. Đây, hiện tại mình refresh lại. Hiện tại nó đang ghi nhận thời gian thực đang là 1, tức là đường dẫn là gì thì nó đã checking và Google Analytics đã hoạt động. Thì như vậy là các bạn đã gắn checking code thành công. Bài hướng dẫn của mình đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.